kênh Tùng Nguyễn miền Tây mến chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước ạ. Và Tùng Nguyễn mến chúc quý cô chú một ngày mới thân tâm thật là an lạc và hạnh phúc bên gia đình của mình ạ. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn có được chị Quay Qua gọi qua và chị Quay Qua thông báo là có những cái cơ gấp diễn biến trong và ngoài nước. Và thật sự là em thay mặt khán giả cảm ơn chị Quay Qua rất là nhiều và em xin mời chị chia sẻ bà con ạ. Dạ. Dạ, mô Phật. Phật tử Quệ Hoa. Mô Phật. Xin kính lễ ơn trên quê linh của cha, mẹ, tổ thầy. Và linh tự xin kính lễ các đấng thiêng liêng và tất cả các bậc, các vị ơn trên. Nam mô A Di Đà Phật. Và Phật tử xin kính lễ tất cả quý cộng đồng của chúng ta một ngày sức khỏe và đoàn kết, và ngày sau gọi là đại đoàn kết, đại thành công tốt nhất trong cái buổi hôm nay. Và qua đi trong những cái dịp biến chuyển gấp rút này, hôm nay gặp lại đây thì Phật tử cũng xin gửi gắm một phần công chuyện cũng hơi gấp gáp trong mấy cái ngày nay. Gọi là tháng 4 dương lịch, tháng 4, tháng 5 dương lịch này thì có cái biến chuyển rất là nhiều của tháng 3 âm lịch. Tháng 4, tháng 5 dương lịch của tháng 3 âm lịch thì có những sự gọi là toàn cầu, có những sự biến chuyển nhiều và nhiệt của là nhiệt thực toàn phần của sóng điện từ và nhiệt thực toàn phần ở Bắc Mỹ, và là đi qua mấy nước của ngày 8 tháng 4 và ngày 9 ở Việt Nam. Thì hồi hôm này mình có thấy trước cái sự biến chuyển này thì mình có thấy Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, mẹ dẫn bộ y trắng, y trắng. Có lần đó mẹ cho mình thấy đi ra cứu đời, ra thế cái ta bà thì mẹ mặc cái bộ y màu trắng như vậy. Rồi khi mẹ về nhà trời, mẹ về thiên triều thì mặc lại bộ đồ màu xanh, thì mình thấy giống như bộ đồ của Đức Mẹ Maria, bộ đồ Đức Mẹ của Chúa, thì cho nhận thấy như vậy. Rồi có lần mẹ đi ra thế thì cũng có lần cho mình thấy là mặc cái bộ y vàng, bộ y vàng, rồi mẹ đầu có đội mão á, đầu có rồi. Rồi lần sau này thì có thấy là mẹ mặc cái bộ y vàng mà đầu đội mão. Rồi sau này Quyền Di cũng có kêu mình về cuộc Thiên Cấm Sơn, cũng có cho một phần mão ngọc bích đó, rồi đội lên đầu cho mình luôn như vậy. Còn hồi trước thì mình thấy Đức Mẹ đi ra thế thì lần đó bận cái áo y vàng, cũng có bộ đồ y vàng, cũng có đội mão. Rồi mẹ bận bộ y trắng, mẹ ra thế là ta bà là mẹ bận bộ y trắng thường. Rồi có lần cho mình thấy thì về nhà trời mẹ bận lại bộ y xanh giống như Đức Mẹ Maria vậy. Dạ. Yeah. Mẹ về bộ thiên, tại vì từng cái dòng luân chuyển đó, đóng cho đủ lớp vở tuồng ngày xưa, đóng cho đủ lớp mấy ngàn năm qua. Và Phật Thánh Tiên xuống thế lâm phàm từng thời kỳ của là do bộ thiên đã định lập, và khi của quốc đạo Việt Nam và toàn châu cho ngũ châu. Thì từng thời kỳ các vị thiên liêng để là cái linh quan giáng thế và vận chuyển trong các xác hữu hình có lập thân ở ta bà, ở tại thế, là gọi là vô di và kết hợp hữu hình đó. Như vậy hồi hôm này cho nên mình thấy Đức Mẹ về rất là lâu luôn. Dạ. Cho mình là giữa sự biến chuyển này mẹ rất thương yêu. Mẹ thương yêu rất nhiều trong cái sự biến chuyển này. Nhưng mà còn cái định lực của bộ thiên, cũng như mình coi phim đó, mình coi phim mình thấy cái lực của nhà trời và cái luật của là bên cõi Phật. Như vậy đó, là cho người đời trao dồi thân tâm để mà bước lên một cái tầng cao hơn, thì có cái luật định và luật chuyển. Đúng rồi, là cái luật chuyển đó. Cho nên cái luật của nhà trời của Phật thì không thay đổi được. Nhưng mà mẹ rất thương hơn cho mình thấy lâu chấp cái sự biến chuyển này, tự nhiên sao thấy Đức Mẹ Quan Âm lo lắng mà thương rất là nhiều.
Dạ, trong cái sự tháng 4, tháng 5 này chắc có biến chuyển nhiều lắm. Rồi mình cũng có thấy Đức Chúa gì những cái công việc tới thì đó cũng là trong cái là ngày chuyển giao này lúc sắp tới nhận thực toàn phần này Dạ. nè Đức Chúa nhận tới những cái công việc đó. Thôi bây giờ để tôi xin nói qua việc của sóng điện từ nhà xin phép được nói qua việc của sóng điện từ thì từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 của dương lịch này, trong dầm của từ sóng điện từ của ngày 5 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 thì sẽ có một lượng sóng điện từ vũ trụ, sóng điện này là từ vũ trụ rất mạnh bao phủ, vì vậy mọi người hết sức cẩn thận và bảo vệ sức khỏe cho mình nhằm tránh đột quỵ nhé. Từ hoạt động của là mặt trời á và tác động công nghệ cho nên có một cái sóng điện từ bao phủ từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4. Nhưng mà cái sức nóng nó đi qua nhiều là ngày 8, ngày 9 ở tại Việt Nam. Là ngày đó ta hạn chế ra đường là ngày 8, ngày 9 thì sức nóng nhiều. Nhưng mà ở Bắc Mỹ thì ở nơi đó nhật thực đi qua ngày 8, còn ở Việt Nam mình thì ngày 9. Cho nên ngày 9 chắc cũng không có nắng nhiều, nhưng ngày 8 thì ta cũng hạn chế ra đường. Ngày 8, ngày 9 thì nắng nhiều ở tại Việt Nam. Cái sóng điện từ này bao phủ gần với những cái điện thoại thì ta cũng phải là kỹ lưỡng và thận trọng. Điện thoại, những cái điện thoại công nghệ này cái sóng điện rất là mạnh. Và ta cũng như là giảm bớt cái sự sạc sạc thì ta phải canh coi và để cắt cho mình ra, đừng có tiếp xúc trực tiếp quá để tránh trong cái thời gian này từ ngày 5 đến ngày ở trên cho biết là như vậy. Cái ảnh hưởng từ là hoạt động của mặt trời đó và tác động công nghệ cho nên cái sóng điện từ rất là mạnh. Chứ tôi có thấy đó, mấy ngày nay tôi có thấy là Lạc Thiên Xuất Thế cũng có mà tiếng nổ lớn tiếng nổ lớn ở trên trời à. Cho tôi thấy tiếng nổ lớn trên trời từ trời luôn á, tiếng nổ lớn. Thì trước khi ngày Lạc Thiên Xuất Thế có một tiếng nổ lớn như vậy thì tôi nhìn lại tôi thấy ông đã giáng xuống tới đất rồi, cái linh quang, cái thiên quang của ngài đã giáng xuống tới đất rồi. Và cái tay có cầm ngũ bối sẵn sàng trên mình, ngài có là ngũ bối của nhà trời của Lạc Thiên đâu đó rõ ràng là khi ngài xuất thế. Còn tôi thấy ở hữu hình này cũng có một vị là đi ra thế và trên tay có cầm một con gà, cầm một con gà lớn đó. Thì cho tôi nhận thấy như vậy, cái vị đó là cho tôi thấy 2 lần rồi đó. Lần trước tôi cũng thấy trong việc khổ nạn đến cùng của nhân sanh ra đầy đường á, thì cái vị đó cũng ra xuất thế. Xuất thế thì cứu dân người ta đã ra đầy đường á, những đến ngày đau khổ nhất của nhân loại thì vị đó mới xuất thế. Xuất thế để lo lắng. Và là tôi thấy kênh YouTube đó là quay rất là nhiều, mà kênh YouTube là ở vòng trong nhất các thầy được quay trước, được đứng quay YouTube đứng xung quanh đen hết trơn, mà dân tràn ra đầy hết trơn, bao xung quanh lợi ngài không còn đi được luôn, bao xung quanh cái xác hữu hình đó hết trơn luôn. Tại vì người ta nói bấy lâu nay nó xuất thế mà không biết ở đâu và cũng không biết ai luôn. Nhưng mà khổ nặng nhất của nhân loại đó là ân đức của từ trời đã lập định và cho người đến để cứu rỗi cho chúng ta trong cái buổi chuyển giao và hạ nguyên bước sang thượng nguyên, biến động, biến chuyển và biến động trong cái lần này được gọi là biến thiên biến địa đó, biến nhân thay đời, thì cuối cùng ngày đó mới xuất hiện trong cái xác của hình. Còn du di tôi đã thấy ngài Lạc Thiên đã xuất thế thì có một tiếng nổ lớn trên bầu trời mấy bữa nay cho tôi thấy như vậy, và tôi thấy cả ông Năm Chèo cũng lên 2 lần luôn, tôi thấy là Sổ Thần cũng lên hai lần như vậy. Mới gần đây thôi kia cho tôi thấy 3 lần á, hồi trước 2 lần, lần này 3 lần đó. Thì cái sự biến chuyển như vậy đó cho nên tôi thấy có tiếng nổ này tôi cũng sợ lắm. Mà khi mỗi khi nổ thì có sự biến thiên thì phải có sự biến địa chứ. Mà lần này nhật thực toàn phần này lâu lắm mới có trở lại một lần,
để đi qua là Nhật thực toàn phẩm như vậy. Ở ngày chính thì Việt Nam mình cũng tối đó, anh Thượng cũng tối, đành rằng không không là ngay địa phận đi qua được. Ở Bắc Mỹ gọi là Nhật thực ít đó, nghĩa là nó trùng lặp với nhau luôn, nó trùng lặp với nhau giữa mặt trời mặt trăng, đi qua một cái đường xích đạo thì là giữa trái đất luôn, thì trùng lặp với nhau như vậy. Trên một con đường xích đạo như vậy thì trùng lặp với nhau như vậy gọi là Nhật thực ít đó. Thì khi mà toàn phần thì còn lại xung quanh, bao xung quanh mặt, giữa mặt trăng mặt trời thì còn lại như một chiếc nhẫn thôi, gọi là nhật thực vành khuyên đó. Còn lại một chiếc nhẫn, còn xung quanh là còn tất cả đều tối hết, chỉ còn lại là ánh sáng của mặt trời cũng như là một chiếc nhẫn thôi, thì gọi là nhật thực vành khuyên mà người ta coi trực tiếp. Rồi tôi thấy hồi hôm này tôi không có ngủ đâu quý vị, tôi thức đến 11 12 giờ đêm rồi, tại vì nhiều ngày nhiều tháng quá tôi nghỉ ngơi lại trong thời tí, đến khi 1 giờ thì tôi mới nghỉ ngơi lại cho bớt vải xác thôi. Rồi nghỉ ngơi được mấy tiếng đồng hồ tôi nằm trên võng đi thôi, chứ tôi cũng có chẳng có nằm trên ghế bấu và cũng chẳng có dăng mùng luôn, lâu rồi tôi không có ngủ mùng như vậy, thì tôi nằm đỡ cho đỡ mệt như vậy thôi. Rồi tôi thấy du di á, các hụt căn người ta xem rất là đông, hiện giờ ở bên Bắc Mỹ người ta cũng coi rất là đông, và cả ông Trump và bà tổng thống của là phu nhân của ông Trump cũng đang đón coi đó. Nhưng mà quý vị ta xem thì ta không có nên xem trực tiếp, ta phải mang kính, ta phải mang kính chứ ta không được xem trực tiếp bằng mắt thường, ta phải xem kính hết. Rồi tôi thấy những cái hồn căn người ta là đón coi nhật thực này rất là nhiều, và ở bên Bắc Mỹ thì ở Canada, ở là bên đó, và cả là ở Mexico bên đó, thì đi qua 3 nước đó trực tiếp thì người ta xem rất là đông, hàng triệu người người ta xem rất là đông. Và ở Mỹ thì cũng là 32 triệu người người ta để đón xem trong cái nhật thực lần này, lâu lắm mới có, và cũng là đi qua lâu lắm mới trở lại đó. Cho nên nó là ở Việt Nam tôi thấy là người Việt Nam cũng lo lắng để coi. Tôi trực thấy trên hồn du di nha, hồn du di của các vị ở Việt Nam cũng đón xem để coi rất là nhiều. Tôi thấy huynh giác chúng cầm sẵn cái để mà xem. Rồi hồn căn của quan giác chúng cũng mà lo lắng nhiều. Rồi nhật thực đi qua toàn phần rồi, cái đó có những sự biến chuyển trong nhân loại, biến chuyển trong cái là gọi là thiên nhân địa trong vũ trụ. Trong cái buổi tới đây thì tôi thấy quan giác chúng cái hồn căn nói, tôi thấy hồn vô vi thôi, tôi trực trên vô vi thôi chứ tôi không thấy xác của mình. Thì tôi thấy hồn căn nói là để trực coi, để lo lắng, để sợ có những sự biến chuyển tới đây. Tôi thấy quan giác chúng cũng lo lắng, để sợ những có sự biến chuyển trong nhật thực lần này ảnh hưởng trên trái đất và nhân loại đó. Rồi tôi thấy người xem rất là đông luôn. Hồi hôm nay tôi thấy các phần căn người ta về bên tâm linh đó, người ta đón xem rất là nhiều, và dân mình cũng vậy, và các nhà chiêm tinh cũng có nói rồi, kỳ này như vậy thì cũng có cái sự là thay đổi, chuyển giao thay đổi, thì trong năm 24 này chuyển giao thay đổi rất là nhiều, các nhà chiêm tinh người ta cũng có nói rồi đó. Thế là như vậy, thì cái sự việc sóng điện từ mình cũng có nói qua như vậy. Thì bây giờ thôi, bây giờ có một cái việc này gấp, là hồi trước tự có nói rồi, có nói trên miền Tây người xưa trở lại 3 số 8, thì hôm nay mình để là nhắc qua lại một lần, tại vì đồng hồ 1/4 của là thế giới đó, cái đồng hồ ngày tận thế này là thế giới, để người ta đặt ở đây là để canh về bên nguyên tử hạt nhân, chiến tranh hạt nhân lan rộng ở Nga và Ukraine thì ảnh hưởng rất nhiều trên cái đồng hồ ngày tận thế này. Cho nên Phật tử là biết qua, phần nữ biết qua, còn có đồng hồ này đã báo còn có là 2 phút nữa thôi là tận thế rồi. Đây là đồng hồ của khoa học nha, là báo trên đồng hồ của khoa học nha. Nhưng các giới khoa học hàng đầu này người ta tìm cách làm sao để ngưng lại cho đồng hồ này không hoạt động đến lúc là tận thế, tại vì cái kim là đã chỉ sát lúc là tận thế rồi,
chỉ là còn có 2 phút nữa thôi. Thì khi là ngày 15 tháng 1 đầu năm 2024 của năm Giáp Thìn này, thì ngày 15 tháng 1 đồng hồ đó đã báo còn có 2 phút nữa thôi là tận thế. Thì ngày 15 tháng 1 mà bây giờ đến tháng 4 rồi thì báo qua mấy tháng rồi đó quý vị. Cho nên á, đồng hồ này là cũng như chiến tranh Ukraine và là các nơi ở Trung Đông, chiến tranh nếu như lan rộng và là Tổng thống Putin là Nga đã chuẩn bị các cái diệt của nguyên tử sắp xếp đó, thì cái đồng hồ này hoạt động tăng nhanh lên. Nếu như giảm giảm chế những cái là hạt nhân thì cái đồng hồ này lùi lại dừng lại, còn nếu như mà chế thêm nhiều thì đồng hồ này hoạt động thêm nhiều nhưng mà rất nguy hiểm. Hôm nay là đưa sẵn sàng lên bệ phóng và thông báo luôn như vậy, cho nên nó là hôm tháng 1 mà đã là báo là đồng hồ 1/4 gọi là đồng hồ để là đặt trên cái ngày tận thế, mà đây là các nhà khoa học hàng đầu để mà cảnh báo như vậy, và người ta tìm cách để mà người ta cho đồng hồ này ngưng hoạt động trở lại nhưng mà chưa được. Và cả Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo là nhân loại hôm nay sống trong bụi rất là nguy hiểm của Thế chiến kỳ 3 của chiến tranh hạt nhân. Cho nên còn có phút nữa à quý vị, tôi thấy Đức Mẹ Quan Âm rất là yêu thương. Hồi hôm nay mẹ cho tôi, mẹ mặc bộ y trắng, mẹ cho tôi thấy mẹ rất thương trong cái buổi hôm nay. Tại vì tình thâm của Đức Mẹ đã luân chuyển qua nhiều đời nhiều kiếp xuống thế gian này. Mà ngày nay cái buổi cuối cùng trên cái thân của Đức Mẹ, và Đức Mẹ cũng không bao giờ lộ cái xác thân kim thân của Đức Mẹ ở tại cõi Nam Thiên Cánh Địa này. Nếu như mẹ đã chọn một cái xác ở cõi Nam Thiên Cánh Địa này làm việc cho Thượng Đế và là để phụng sự cho nhân loại thì Đức Mẹ cũng không lộ sắc trong buổi hôm nay, cũng không lộ sắc trong buổi hôm nay. Tại vì đạo là lý, cái lý vô vi, đạo là lý chứ không phải là quyền. Tại vì ngày trước có quyền ra thì lý bị bế, còn bây giờ lý ra thì quyền bị bế đó. Cho nên kỳ này NASA là mới thông báo cái việc này. NASA còn định là mang 3 cái quả tên lửa và các thiết bị để đi lên để bắn vào cái việc nhật thực toàn phần này, nhưng mà không biết có nên không, có nên không chớ việc nhật thực này NASA cũng là báo đó. NASA đã đi lên vũ trụ và là để thông báo rất là kỹ trong cái việc này. Còn định là mang 3 cái quả tên lửa và các thiết bị để đi lên bắn thẳng vào cái nơi nhật thực toàn phần, nhưng mà có nên không, biết có nên không đó. Cho nên nó là nhật thực lần này là nhìn thấy cả là sao chổi, khi toàn phần rồi nhìn thấy cả là sao chổi á, và là cái ngôi sao lớn, sao kim, sao mộc, là sao lớn nè, cũng thấy luôn á. Khi mà nhật thực đi qua toàn phần chỉ còn lại là vành viên thôi đó, còn chiếc nhẫn còn vành viên thôi đó. Cho nên là NASA có sự chuẩn bị, nhưng mà đó là về khoa học nha, khoa học. Còn cái lý của thiên đình của nhà trời nữa, tại vì mình biết là Chúa có cho mình nhận thấy đó, thì đó là do Chúa, Chúa Cha và Chúa Ba Ngôi nữa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Chúa Ba Ngôi định nữa, như vậy đó. Còn năm thì đại diện cho khoa học thôi, thì để trong cái để sợ mất thời gian thôi, để là Phật tử nhắc lại một lần nữa, quý vị ơi còn có 2 phút à, mà các nhà khoa học hàng đầu để làm sao cho dừng lại đồng hồ này, để dừng lại, nhưng mà dừng lại không được. Báo từ khi tháng 1, ngày 15 tháng 1 thì nửa tháng 1 mà bây giờ bước sang tháng 4 rồi, bước sang đầu tháng 4 rồi, cũng đi qua mấy tháng rồi, khi đó đã báo còn có 2 phút. Cho nên lòng tôi nóng như lửa đốt, từ trái tim trở lên già là bộ trí bộ óc. Cho nên nhiều người hỏi tại sao tôi không ăn và ít ngủ, và tại sao tôi phải sống một mình cái gì. Tôi bây giờ tôi rất là nóng lòng, còn có 2 phút trên cái đồng hồ phần tư này nữa thôi. Đồng hồ đó để báo ngày tận thế của chiến tranh hạt nhân, mà giờ đồng hồ giờ lùi lại thì giờ không được. Mà chiến tranh bây giờ Trung Đông đã lan rộng và là giữa Nga và Ukraine,
đã là phát động chiến tranh cả khối NATO bây giờ rất là nguy hiểm và lan rộng. Cho nên ta cũng phải là chuẩn bị ở trên vũ trụ thiên hà này thì ta cũng phải chuẩn bị. Bây giờ Dạ. mình nhắc lại diệt nguyên tử, ủng hộ tận thế để đặt cho là diệt nguyên tử. Thì khi nhà khoa học ở Mỹ tạo ra đồng hồ và các nhà khoa học hàng đầu thế giới để tạo ra trong có trong cái là cùng chung cộng tác trên cái việc mà tạo ra đồng hồ ngày tận thế này thì là gần đến nửa đêm. Đồng hồ 1/4 này là gần đến nửa đêm. Khi đặt đặt thì gần đến nửa đêm có nghĩa là biểu tượng cho thảm họa hạt nhân. Đồng hồ này để đặt cho thảm họa hạt nhân. Biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ. Dạ. Để mà đe dọa đó thì sinh học nâng cấp thì kho vũ khí gọi là chạy đua vũ trang mới nữa thay vì thì từ bỏ nhưng mà không lại là chạy đua vũ trang mà vũ trang mới thêm lên đó. Cho nên là đây là để là đồng hồ này nó sẽ báo báo đồng hồ 1/4 này để báo là biểu tượng của thảm họa hạt nhân rồi biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ rồi đe dọa sinh học nâng cấp vũ khí để chạy đua vũ trang mới. Cho nên nó là ngày tận thế sắp đến cận kề rồi, chúng ta sống trong thời kỳ rất nguy hiểm. Đồng hồ tận thế được đặt vào năm 1947 là biểu tượng quốc tế, đặt vào năm 1947 là biểu tượng quốc tế có tuổi đời hàng thập niên. Năm 2024 cũng như là cái đồng hồ đó là có tuổi đời hàng thập niên, năm nay 2024 giữ ở 90 giây cho đến nửa đêm. Đồng hồ thời cảnh báo thời điểm hủy diệt trên trái đất thì giữ là ở một là 90 giây cho đến lúc nửa đêm. Đồng hồ cảnh báo thời điểm hủy diệt trên trái đất đang đến gần hơn bao giờ hết. Ban đầu thì 7 phút này di chuyển 25 lần, đẩy thêm 30 giây. Cho nên ngày 15 tháng 1 năm 2024 thì đồng hồ báo là còn có 2 phút. Đại diệt là như vậy. Cho nên ngày tận thế sắp đến cận kề rồi, chúng ta sống trong một thời kỳ rất là nguy hiểm. Đồng hồ tận thế được đặt vào năm 1947 là biểu tượng quốc tế có tuổi đời hàng thập niên. Năm nay 2024 ghi ở 90 giây cho đến nửa đêm. Đồng hồ thời cảnh báo thời điểm hủy diệt trên đang đến gần, thời hủy diệt trên trái đất đang đến gần hơn bao giờ hết. Ban đầu 7 phút nay di chuyển 25 lần là đẩy thêm 30 giây. Ngày 15 tháng 1 năm 2024 còn có 2 phút, đồng hồ đã báo còn có 2 phút. 2 phút nữa thôi là tận thế. Cho nên vì vậy mà bần được Phật tử phải và nhắc lại 2-3 lần còn có 2 phút nữa thôi là tận thế. Cho nên ở trên đã cảnh báo tận thế gian còn có bao lâu mà bá tánh không lo cải sửa. Phong thần khởi đông tây nam bắc bên bất tận. Cho nên vì vậy mới có thất nhật đêm mê. Một khi các cường quốc lớn đã buông nguyên tử ra nếu như khi mà buông nguyên tử ra thì lúc đó là
Khi đó là đánh thức cả là núi lửa. Nếu như buông bom nguyên tử ra lần này thì cả núi lửa. Cho nên ảnh hưởng rất là lớn trong nhân loại hiện nay. Chứ không phải là bom nguyên tử mà một khi đã buông ra mà yên đâu. Cho nên á, ba cường quốc lớn gọi là ba tiếng sấm tan quang trần thế, biết lối nào về tới quê xưa cũng nhờ chư Phật rước đưa. Mới nói là thất nhật đê mê đó, là mình chưa có nói qua là 72 giờ đen tối đó. Cái bệnh giờ đen tối thì tắt sóng internet toàn cầu, là khi đó tam nhật bình quang, là ngày đó là buổi cuối cùng của nhân loại, đó là do quyết định của thượng đế, của là chí tôn Phật mẫu, của là vũ trụ thiên hà, của là chúa ba ngôi, chứ không còn quyết định, chúng ta không còn biết là trên cái việc đó nữa, mà gọi là sinh tử đã đến thì do quyết định của trên. Cho nên á, là khi buông ra như vậy thì ảnh hưởng phải là núi lửa luôn. Cho nên nó là cũng như là có bom nguyên tử thì nó cũng kích hoạt động lại, cũng như núi lửa khi bom nguyên tử buông ra thì nó cũng là kích hoạt động lại. Rồi vệ tinh thì cũng là khiến cho là núi lửa hoạt động trở lại. Khi mà vệ tinh đã kích thì núi lửa cũng hoạt động lại. Mà hiện nay thì cả hành tinh là có một cái vành đai lửa ở Thái Bình Dương, cũng như là thảm họa của nhân loại đó là núi lửa. Cả hành tinh thì có vành đai lửa của Thái Bình Dương. Cho nên bởi vì bây giờ những cái việc lớn lao đó mà chúng ta không lo, chúng ta lo cái gì đâu không à, những cái việc lớn lao bao quanh cái vành đai lửa như vậy đó, rồi chúng ta lo cái việc gì không à, rồi chúng ta không lo những cái việc lớn mà đã đến như vậy. Cho nên như vậy cái sự thương yêu của từ thiên đình và thiên hà thiên hệ, của là ân sủng Đức Mẹ Chính Nữ Maria, ân sủng của Đức Chúa Giêsu Kitô, thì cũng có cho tôi thấy là mẹ đã là cho thấy một cái vòng tròn bao vòng đai lửa thì có là hai màu, màu cam và màu đỏ, đó là để bao quanh cái quả địa cầu sức nóng của chúng ta, đó là do sự ảnh hưởng của thời tiết, của khí hậu và của lửa chiến tranh. Vì vậy tình thương yêu của Đức Mẹ Mary, nên Đức Mẹ mới cho mình thấy là dòng đai lửa hôm nay mình cũng gửi gắm trên nhân loại và trên cộng đồng này. Mẹ nhắc lại trước cái việc là nhật thực toàn phần này, và Chúa cũng là đã cảnh báo và cho chúng ta biết được những việc thay đổi của vũ trụ, cho nên thảm họa của núi lửa nữa. Trên trái đất thì có 1.500 núi lửa, trên trái đất này có 1.500 núi lửa còn hoạt động, thì trên toàn cầu có 47 núi lửa đang hoạt động, đang phun trào. 47 núi lửa là đang phun trào, nhưng nham thạch cũng chảy ra đường, nhưng bây giờ là đã có thêm nữa rồi. Hồi trước là có 47 núi lửa là đang hoạt động đó, nham thạch chảy ra đường, nhưng mà bây giờ cũng có thêm nữa rồi, núi lửa cũng có hoạt động thêm nữa rồi. Mà khi đó là 1.500 núi lửa là còn hoạt động, nhưng mà trên toàn cầu đó gọi là cái vành đai lửa đó của là Thái Bình Dương đó, cho nên nó là rất là nguy hiểm trong nhân loại cái biển lửa này. Cho nên rồi mới là ảnh hưởng đó là khói bụi nè, khi nham thạch chảy ra đường thì ta cũng không có cái tài nào hết trơn, chỉ có là sơ tán thôi. Khi núi lửa hoạt động trở lại và nham thạch chảy ra đường thì ta có chỉ là có sơ tán thôi, chứ là không có cứu hỏa, cũng như là cháy thì cứu hỏa là còn chữa được à, hoặc là khi cháy ở là rừng, ở đảo, ở núi thì máy bay còn chữa được. Còn khi núi lửa này thì chỉ ta chỉ có sơ tán thôi, núi lửa hoạt động và nham thạch chảy ra đầy đường thì ta chỉ có sơ tán thôi. Cho nên nó là ta không lo cái việc là thảm họa như vậy, ta không lo. Bây giờ ta lo việc gì bây giờ, những cái việc lớn lao như vậy. Cho nên là khi mà nham thạch mà chảy ra đường rồi
thì là ảnh hưởng. Khi đó thì ảnh hưởng cái khói bụi, khi mà núi lửa phun trào ảnh hưởng cái khói bụi rất là nhiều. Khi phun trào lên thì cái khói bụi ra đầy hết, cho nên là ảnh hưởng. Hiện bây giờ ta ảnh hưởng là Covid, ảnh hưởng ý là vũ khí sinh học, ảnh hưởng là khói bụi của núi lửa đầy hết trơn như vậy, ảnh hưởng là cho nên cái sự hô hấp của chúng ta rất là tồi tệ, rất là chịu cái áp lực nặng nề đó. Càng cái khói bụi đó phun trào ra thì ảnh hưởng ngày càng lớn trên cái nhát mà của núi lửa. Rồi khi như vậy rồi người ta phải đi sơ tán, nhân thạch chảy ra cả các cái con đường đó, làng mạc nhà cửa, chứ đừng có nói đến là cái của cải gì. Cái hơi thở chúng ta còn bị là ảnh hưởng trực tiếp như vậy, còn có là đi sơ tán thôi, chứ bây giờ ta làm gì bây giờ. Như vậy mà mùa này là WHO đã cảnh báo rồi, là dịch bệnh là đã như vậy. Đây nè, còn tới lễ 30 tháng 4 ở Việt Nam nữa nè. Lễ 30 tháng 4 Việt Nam, không rồi thì Tết. Tết xong rồi là lễ 30 tháng 4, rồi đến là lễ 1 tháng 5. Tiếp tục là ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Nó đi những cái việc là lớn lao trong dân như vậy đó, của ngày Tết. Rồi bây giờ đến ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đến rồi á, trong nhân loại này thì cái không khí này là đi vòng trong khí quyển. Cái Covid này, những cái không khí vũ khí sinh học này nó đi vòng quanh khí quyển, đi trong cái bầu khí quyển. Và hiện nay là cái ảnh hưởng ngũ hành, bây giờ chiến tranh lan rộng thì cũng ảnh hưởng trực tiếp ở trong cái bầu khí quyển này. Cái ngũ hành nó đi ra, chiến tranh bom đạn nhỏ, bom đạn lớn nó đi ra trong cái ngũ hành này, cho nên ta thở mà ta hô hấp luôn. Khi hơi thở không tốt rồi ta phải hô hấp luôn, ảnh hưởng trực tiếp lên phổi á, như vậy. Cho nên nó là gan rất là gấp rút, nó mình nhắc qua như vậy. Cái việc của núi lửa hiện nay tôi thấy núi lửa đang là phun trào ở nước ngoài đó, cho nên dành đây lửa, cho nên mình cũng nhắc chung qua những việc như vậy. Cái việc là đồng hồ tận thế này tôi đã nói trên đó là kinh là Tùng Nguyễn miền Tây, và là người xưa trở lại 3 số 8, tôi cũng đã có nói rất là kỹ. Hôm nay mình xin báo thêm, chỉ còn có 2 phút nữa thôi là tận thế rồi. Đồng hồ 1/4 thì là của các giới khoa học hàng đầu đã cảnh báo rồi, và ông Trump cũng có cảnh báo rồi. Việc hôm nay còn có 2 phút nữa, ta không lo mà ta lo việc gì đó. Bây giờ tôi thấy ông Nga Putin đã là chuẩn bị bấm nút đó, mà khi giờ người ta buông ra đó, hiện bây giờ NATO với Nga Putin đó, chiến tranh Ukraine đó, bây giờ Nga Putin buông ra là bấm nút đó, nguyên tử hạt nhân đó, người ta đưa lên bệ phóng là các là cái việc lớn hết trơn luôn rồi đó, mà cho tôi thấy là 6 lần luôn rồi đó, vô duy kết hợp hữu hình cho tôi thấy 6 lần luôn đó. Lần trước thì cho tôi thấy, kêu tôi đi tu đi, ăn chay đi để tránh cái hơi nguyên tử là buông ra, thì kêu tôi ăn chay đi để mà tránh cái thế chiến kỳ 3. Lần này bây giờ đã cho tôi thấy 6 lần về việc là chiến tranh là hạt nhân lớn này và bom nguyên tử này rồi. Tại vì tôi thấy có nước ngoài tham chiến, khi khai thiên ở tại Thất Sơn thì khi có cái địa huyệt lớn của rồng vàng chuyển xoay ở là địa huyệt của rồng vàng đó, thì tôi thấy có nước ngoài tham chiến thì đánh bằng súng đạn nhỏ, rồi đến là nguyên tử buông ra, thì cuối cùng đó là ảnh hưởng đến loài người. Cho nên ông trên mới kêu là ăn chay để tránh là thế chiến kỳ ba này. Đó là lần đầu tiên cho tôi thấy là buông ra. Hồi đó tôi còn không biết bom nguyên tử luôn, tôi thấy cuối cùng người nước ngoài mới đánh tới bom nguyên tử luôn, khi đó đến đánh tại Việt Nam này, khi buông ra là tranh tranh giành châu báu đó, buông ra cái bom nguyên tử luôn, là bây giờ tôi mới biết là nguyên tử. Trước cho tôi thấy là cái bom lớn đó. Được. Thì đó là lần đầu tiên đó, tôi kêu tôi đi tu và chờ sự là ảnh hưởng trực tiếp nguyên tử như vậy. Lần thứ hai là tôi thấy giữ tay ông Putin lại đó, tôi có ghi ngày tháng năm, tôi có kể trên kinh khô quản ứng chuyện đó, thì tôi có thể lần sau này tôi cũng nhận kể trên kinh của Hiền Huynh là người xưa trở lại 3 số 8 đó, tôi cũng có kể là người ta giữ tay ông Putin lại đó. Tôi nói chuyện rất là thực tế. Lần đầu tiên tôi kể trên kinh khô quản ứng thiện, tôi có báo là ngày giờ đàng hoàng,
là nếu như quý vị có khi nào hỏi tôi nếu như như vậy thì chị có biết là khi đó nhận thấy ngày giờ nào không, thì tôi cũng nhận là nó kỳ ngày giờ, bây giờ đã gấp rút sắp nhật thực toàn phần rồi, cho nên tôi nói qua như vậy nhắc lại là tôi đã nhận thấy được 6 lần dựa trên cái việc là tâm linh vô vi thì ở trên nhờ ông trên cho tôi biết và kêu cho thần thức tôi nhận thấy như vậy. Thì lần thứ hai là ông Putin mới dịnh tay, ông Putin lại không cho bấm nút dịnh tay lại kế tiếp về trận chiến năm 2022 á, là ở Ukraine đánh như vậy rất là tức tối và mất mặt, cho nên ông mới là định bấm bom nguyên tử chứ không muốn kéo dài, mà ở trên không cho, trên mới giữ bàn tay lại và dịnh lại khoanh tay giữ luôn cái tay luôn. Đó là như vậy là lần thứ hai rồi gần Tết là năm 2023 gần Tết thì tôi thấy là đến khi lễ cầu nguyện trung trực quan thượng đẳng đại thần cụ Nguyễn trung trực chuẩn trong các hàng thần thì ngài cụ Nguyễn đại thần Nguyễn trung trực có là ở đó chánh lễ thì có cho tôi thấy chiến tranh lan rộng ở Trung Đông, thì chánh lễ của quan cụ Nguyễn tôi ở trại giẫm ở trước đầu trại giẫm trên giá giẫm thì tôi có thấy mà chăm ngồi ở Trung Đông thì tổng thống Iran mới nói là giật lá sắt ở trình dưới thượng đế cha ngự ở trên đài thượng đế, thì ông tổng thống Iran mới là giật cái lá sắt đưa ra cho quần chúng nhân sanh thấy nghĩ là ông đã châm ngòi chiến tranh và là trình với thượng đế đã đến đây có sứ mạng đến đây để hủy diệt quả địa cầu này và các người sống trời mới đất mới. Ông tổng thống Iran nói như vậy rồi là trình ra lá sắt như vậy thì bắt đầu chiến tranh lan rộng ở Trung Đông và có sự hậu thuẫn của Iran, cho nên đánh rất là lớn vào Israel ở đó Hamas với Israel, cho nên đánh rất là lớn lao. Hiện nay chiến tranh lan rộng ở Trung Đông chưa có dừng lại. Thứ ba cho tôi nhận khi tôi còn thức tôi ở là quan thượng đẳng đại thần cụ Nguyễn trung trực ngày chánh lễ 27 qua 28 âm lịch đó là ngày lần thứ ba, cho nên tổng thống Iran quyết định là để là trên cái quả địa cầu này nó có sứ mạng để cho các người sống trời mới đất mới, đó là lần thứ ba. Còn khi lần thứ tư thì gần Tết tôi thấy là cho tâm linh tôi thấy khi gần Tết thì cho tôi thức từ tháng 8 trở về sau, từ các đại lễ lớn của là cụ Nguyễn và của là hội yến du trì cung của Đức Mẹ ở Tòa Thánh Tây Ninh à, và là đại lễ lớn của là ngày 18 tháng 2 ngày viên tịch của Đức Phật Thầy Tây An, thì những cái đại lễ lớn ở tháng 8 này tổng kết và tôi thấy trên cái bộ thì cho tôi thức thấy chứ không phải là nói ngủ. Hồi trước thì tôi ngủ ít tôi thức nhiều, nhưng mà kể như tôi đã nằm mơ đi ở trên kêu cho tôi thức thấy rất là nhiều, và chỉ là tôi nghĩ lại có một ít thôi nha, kể tôi nằm mơ, nhưng tháng 8 âm lịch trở về sau thì cho tôi thức nhận không mà, và đến bây giờ luôn là cho tôi thức nhận không chứ không còn nằm chiêm bao nữa, không còn cho tôi thức nhận từ năm cuối năm 23 đến năm 24 luôn, cho tôi nhận trực tiếp bằng tâm linh như vậy và cho tôi biết như vậy đó. Nếu như nói là các cái việc ma quỷ ám ám hình đồ này kia kia nọ thì là cho ta thấy những hình tượng thôi chứ, nhưng mà đây là cho tôi nhắc cả tiếng nghe và tiếng kêu và khi nói chuyện luôn, cho tôi nhận trực tiếp ở thần thức của tôi. Thì tôi đã ăn chay là gần 30 năm và khi này tôi uống nước nhiều cho nên linh thể của tôi rất là nhạt và tôi không có ăn cơm, tôi ăn rau trái là nhiều, nhưng bây giờ tôi nói chuyện với quý vị để trình cái các công việc đây thì tôi cũng sáng giờ tôi cũng chẳng chưa có ăn cơm gì, bây giờ đã là gần một buổi rồi tôi cũng chẳng có ăn cơm gì và cũng chẳng có ăn gì, tôi chỉ uống một chung bạch tỷ thôi, bữa tỷ thôi tôi hầu việc với quý vị đây, chứ tôi cũng có chơi gần một buổi tôi cũng chẳng có ăn rau dạng trái gì, và tôi uống một là nửa ly bạch thị lớn thôi để cùng hầu việc nơi đây, và rất là gấp rút và tôi rất thương mẹ và chúa và thương chí tôn phật mẫu, cho nên tôi muốn gặp gỡ quý vị đây và gặp gỡ trên kinh của Nhân Quân là người xưa trở lại ba số tám và tùng nguyện tay đã làm việc không ngơi nghỉ và rất là tích cực rất là cực khổ
Trong cái buổi gấp rút hôm nay, trong cái lúc mà tháng 3 tam quả sát này của âm lịch và bước sang tháng 4 tháng 5 này của dương lịch thì sự chuyển giao khi nhật thực tuần phần này rồi bắt đầu biến chuyển rất là nhiều, cho nên chủ kinh này cũng là rất là cực khổ và lo lắng, cũng không có ngơi nghỉ, gọi là kinh tùng nguyễn miền Tây, nhưng mà từ Tây sang Đông và lại đi cả đến Tây Ninh ở ngoài miền Đông nữa, chứ không phải là đi trong miền Tây này không, không có người nghĩ đâu quý vị. Cho nên buổi hôm nay ai cũng vậy, rất là lo lắng cho nhân loại trong buổi hôm nay, và là chiến tranh hạt nhân đã đe dọa chúng ta. Tôi chưa nói đến việc của là Bắc Triều Tiên và các nước cường quốc lớn, cũng là và nước Trung Hoa, các nước đã là chuẩn bị chiến tranh hạt nhân rất là nhiều. Đó là lần gần Tết đó, cho nên cho tôi cũng là thức thấy thì gần Tết đó cho tôi thấy chiến tranh hạt nhân đã đưa lên bệ phóng, và đại đế Putin của nước Nga cũng cảnh báo, thì tôi thấy đưa lên bệ phóng là dù gì tôi nhận thấy là khi ngài buông ra đánh rung chuyển trời đất hết, gọi là đánh về hạn nặng rung chuyển trời đất hết, và ở bên đó của là nước Nga người ta cũng chuẩn bị đưa lên bệ phóng sẵn sàng ở Ukraine, chiến tranh ở Ukraine năm 2022 lan rộng, và là của là phương Tây với khối NATO. Cho nên đó là người ta chuẩn bị sẵn sàng để đánh hạn nặng. Tôi ở trên ghế bố, tôi nghe thấy về phòng du di thì tâm linh du di thì tôi ở trên, được ở trên cho biết, tôi thấy khi buông ra rung chuyển đất trời thì tôi mới bật ngồi dậy, tôi rất là kinh hãi hoảng hốt, tôi nói bà con ơi sắp sập trời rồi, vì tại vì đánh lớn quá. Lần trước cho tôi thấy đánh những việc nhỏ nhỏ thì tôi biết, súng đạn nhỏ nhỏ tôi biết, lần này tôi thấy đánh bằng vũ khí hạng nặng lớn quá thì tôi bật tôi ngồi dậy, tôi không có ngủ, nhưng mà tôi nghĩ đi mệt ở đó thôi, tôi bật tôi ngồi dậy chứ tôi không có nghỉ nữa. Rồi tôi mới nói bà con ơi sắp sập trời rồi, tại vì tôi thấy buông ra tiếng nổ lớn và đánh lớn ở nơi đó, đó là lần thì vẫn Tết nữa đó. Cho nên như vậy rồi gần Tết tôi thấy là tôi gắng lo lắng và cùng với ơn trên cầu nguyện ơn trên coi chiến tranh có ngừng lại được không, nguyên tử có ngừng lại được không, thì cho tôi thấy một trái bom tròn lớn cũng như trái bom lớn để nổ ra, thì tôi biết đó là trái bom nguyên tử, là khi nổ ra một dùng lửa lớn trên trời rồi là tự do luôn, không còn ai can nữa được hết. Đó là cận Tết đã cho tôi thấy bước sang 24, nó cận Tết của năm 23 nhưng đó là đã bước sang năm 24 của dương lịch rồi, thì cho tôi thấy là nguyên tử buông ra, tại vì tôi thấy ở trên ký năm 24 thì lúc đó là tôi thấy du di là không còn ai can nữa được, cho tôi thấy nguyên tử nổ vào năm 24 năm Giáp Thìn, đó là của dương lịch, còn khi 23 đó là của cuối âm lịch đó, cho nên đó là tôi thấy bom nguyên tử nổ tự do luôn, không có còn ai can nữa được. Tôi nhìn lên bầu trời một dòng lửa lớn rất là xót xa và là sẽ cháy tan trên quả địa cầu này, nếu như lửa đó mà buông ra sẽ cháy đốt cháy tan trên quả địa cầu này, và hơi đó đi ra thì đúng là mê man thất trận, thất mê man nó là thất vận trận kỳ ba đó. Bất tận trận kỳ ba đó. Là thất nhật đê mê đó. Đó, như vậy là gọi là của là ảnh hưởng của là cái hơi đó đi đâu ta đã biết rồi. Khi mà đệ nhị thế chiến đó là khi mà ở là chiến tranh nguyên tử của đệ nhị thế chiến đó là mới là phong thần khởi thôi, kỳ này đại phong thần tam thế chiến là nguyên tử nó đi lên rất là nhiều lần, chứ không phải như là chiến tranh ngày xưa ở đâu ở là hay gọi là đệ nhị thế chiến của nguyên tử lần đó đâu, lần này là rất là lớn lao hơn, nó sẽ thiêu đốt loài người và quả địa cầu kỳ này, đó là cho tôi thấy như vậy, nổ ra không còn ai tặng nữa được hết là như vậy. Đó là gần đó là kêu cho thấy như vậy, một vùng lửa trên bầu trời lớn quá chừng luôn rồi quý vị ơi, đã nổ ra không còn ai can nữa được hết, và chính thức bước sang năm 2024 này là Giáp Thìn này của dương lịch và âm lịch luôn, chính thức bước qua luôn. Thì tôi cũng đang ở trên cái ghế bố, tôi cũng vẫn còn thức, thì ơn trên cho tôi thấy nổ ra một cái binh một cái rồi á, nổ ra một cái rồi đó là nổ bom nguyên tử đó, giống như tận diệt tận thế gì đó. Nổ ra một cái rồi tôi nhìn lên bầu trời một dùng lửa lớn đó, là lần cuối cùng đó là tôi thấy rồi, tôi canh á và tôi cầu nguyện đó, thì khi nổ ra vô di đã cho tôi nhận thấy gì, thì vô di tâm linh vô di đi trước hữu hình đi sau đó, ở trên cô là trước biết như vậy, có khi tôi nói trước vài tháng, có khi có việc ở trên cho tôi gấp là việc mà đến nhanh
còn những vị chiến tranh là hoặc nguyên tử gì đó thì còn dừng lại chưa tới, thì cho tôi nhận thấy hồi trước giờ rất nhiều lần, thì tôi cho tôi thấy thì tôi nói như vậy về việc đó là du di tâm linh ở trên cho tôi biết như vậy, và là cái nếu như không thì nói tôi nằm mơ, còn ở trên cho tôi thấy việc tiếp về tâm linh và linh hồn tôi được biết những việc đó thì tôi mới kêu trời, tôi không còn cầu nguyện nữa được trước định lực của thiên đình và ở trên không còn cản nữa được, thì tôi thấy nổ ra một dùng lửa lớn quá đi, thì tôi mới nói là tôi bật trên cái bố tôi mới bật hồi gì tôi nói trời ơi, tôi kêu trời ơi là đó là buổi cuối cùng của nhân loại, thì tôi đã nhận biết được 6 lần, trong khi đó 5 lần về việc nguyên tử và một lần về việc là đánh về là hạng nặng, gọi là con trai của quỷ, quỷ Sa Thăng, con trai của quỷ đã được đưa lên bệ phóng, đó là một lần là mà Liên Xô đã đưa lên đó, Nga đã đưa lên trên bệ phóng gọi là con trai của quỷ kỳ này, đó là thời kỳ của Sa Thăng. Nhưng mà khi mà Chúa Trời quang lâm giáng lâm thì thời của Sa Tăng đã hết, thời của Sa Tăng đã hết, cho nên kỳ này là đang lúc này là thời kỳ thịnh hành của Sa Tăng nè, cho nên đã là ảnh hưởng rất lớn trên nhân loại, thì cho Phật tử Huệ Hoa Bần Nữ đã thấy được 6 lần, cho nên kỳ này tôi gửi gắm và nhắc nhở lại rất là kỹ đó quý vị, xong rồi tôi sẽ nói qua việc nhật thực toàn phần, trao đổi việc này xong rồi thì tôi sẽ nói qua việc dịch thuật toàn phần và xin gửi gắm trên kênh của huynh đây của các bậc thì hôm nay nơi đây, vì vậy cho nên tôi mới là ghi âm không có là mà quay hình những việc đã gấp rút rồi, cho nên tôi mới là ghi âm để gửi gắm lên đây bằng những việc thô sơ, bằng những việc là lời nói của tôi nhẹ nhàng và yếu ớt như vậy, và những lời nói rất là chân thật cuộc của tôi tại Kiên Giang này. Hôm nay tôi cũng vẫn ngự ở tại Kiên Giang và tôi trú ngự ở tại Kiên Giang địa phận của cụ Nguyễn Trung Trực, tôi rất là gấp rút để là gửi gắm lên đây. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Kính Lễ Ơn Trên và quý vị, và để nói đến việc thực thực tầng, Nam mô Di Đà Phật. Thời gian cũng hơi dài, hơi nhiều, không biết có là nói kịp không vậy hả Quỳnh à? Bây giờ là được 47 phút rồi à, chị. Dạ mô Phật, như vậy thì để tôi gửi gắm cái của Nhật Thật toàn phần nữa rồi tôi xin tạm biệt quý vị. Dạ sợ khi dài quá không có thời gian. Trong khi đó là nhiệt em nhiệt thực của tại vì hôm nay vô vi tâm linh thì Chúa cũng có là cho tôi thấy đó. Gọi là nhật thực toàn phần này thì ngày gọi là nhật thực đó, nhật thực ít có nghĩa là giữa mặt trời mặt trăng đi qua đường xích đạo của trái đất thì đã trùng lặp thì gọi là nhật thực nhật nhật thực ít đó, cho nên ngày 8 tháng 4 ở Bắc Mỹ, ngày 8 tháng 4 năm 2024 ở Bắc Mỹ thì gọi là ngày 9 ở Việt Nam, ngày 9 ở Việt Nam đó quý vị, ở bên đó trước thì ngày 8 tháng 4 năm 2024 24 24 của Bắc Mỹ thì ở vào ngày 9 của Việt Nam, tức là 1 giờ 27 ngày 9 tháng 4 và kết thúc đến là 2 giờ 33 phút của ngày 9 ở Việt Nam, 1 giờ 27 ngày 9 đến khi là và kết thúc thì 2 giờ 33 ngày 9 ở tại Việt Nam. Thì đường đi này nhật thực toàn phần này đường đi thì ở Bắc Mỹ, đường đi qua ở Mexico và vòng qua ở phía đông bắc tiểu bang Texas, rồi đi qua đông nam Canada rồi quay trở lại bên Mỹ. Trong thời gian nhật thực mặt trăng thì che khuất mặt trời do nằm thẳng hàng giữa trái đất mặt trời, do lo ngại về an toàn nhiều
trường học phải đóng cửa hoặc là hủy lớp học luôn á. Ở Mỹ Nhật phải đóng cửa hoặc là hủy lớp học hoặc là thay thế, cũng như là dạy bù đó, để là dạy dạy thay thế lại. Cho nên á, sợ là ở Bắc Mỹ, ở Mỹ sợ ảnh hưởng đó. Cho nên NASA mới dự đoán rằng nhật thực lần này kéo dài từ 3 phút 30 giây hoặc là 4 phút 27 giây. NASA dự đoán rằng là như vậy, 3 phút 30 giây hoặc là 4 phút 27 giây. Đó. Chứ có thể 32 triệu người, có thể 32 triệu người ở Mỹ quan sát hiện tượng này, và hàng triệu người ở miền Bắc Mexico, Mỹ, Đông Nam Canada. Bởi lý do nhật thực dài nhất hàng trăm năm qua và trong nhiều năm tới, bởi lý do nhật thực là toàn phần dài nhất ở Mỹ kể từ năm 1806, tối nhất ở Mỹ trong vòng 217 năm qua, và có thể nhìn thấy sao chổi rồi trong 2 thập kỷ không nhìn thấy nữa. Là có nghĩa là trong đời ta chỉ nhìn thấy nhật thực toàn phần này một lần thôi, lâu như vậy trong đời ta một lần thôi. Cho nên á, khi nhật thực toàn phần này không khí lạnh hơn khoảng là cỡ 10 độ, cũng như là không khí lạnh hơn khoảng 10 độ, im lặng chim và côn trùng trong bóng tối. Khi mà thời gian xảy ra nhật thực toàn phần đó thì im lặng hơn các côn trùng trong bóng tối. Những côn trùng cũng những cái cây trồng á thì cũng giảm lương thực, cây trồng thì giảm lương thực, còn động vật thì buồn. Động vật á, là ở tại nơi đó trung tâm trực tiếp á, thì buồn, tại vì ảnh của là ở trên thiên hệ của nhật thực và sự la lên của loài người đó, cho nên ảnh hưởng đến động vật, người ta xem trực tiếp đó, cho la sự la lên của loài người quá nhiều đi, cho nên cũng ảnh hưởng đến động vật. Rồi nếu như tôi được biết ngày trước đó thì người ta ấp cái ổ trứng gà đó cũng không nở luôn. Nếu như trong vòng của nhật thực toàn phần này thì là ấp cái ổ trứng gà cũng không nở luôn, cũng như là động vật đang ấp thì không được sinh sản cái ổ trứng gà đó. Nếu như lần này thì trực tiếp như vậy thì cũng không nở, đó là như dạ có vật. Cho nên đây là mình nói về là khoa học thực tế, NASA cho biết như vậy đó. Cho nên trong Kinh Thánh đó thì cũng là cho biết là đây là về tâm linh đó, thì trong Kinh Thánh cũng cho biết đó là dấu hiệu là từ Chúa, là cảnh báo từ trên là cao. Trong Kinh Thánh là cho biết đây là dấu hiệu của Chúa, là cảnh báo từ trên cao, nhưng cũng là và cũng là lần cuối cùng, cũng như là cảnh báo lần cuối cùng. Rồi sau đó động đất, cũng như hồi trước đó thì mấy lần nhật thực như vậy đó, sau đó động đất, sau đó là bị là ảnh hưởng mà động đất rất là nhiều, mà động đất với 8,8 độ. Cũng như là nhật thực toàn phần lần đất rồi qua rồi, động đất rất là nhiều, động đất đó là tới là 8,8 độ Richter, như vận động đất như vậy, giống như nhật thực mà toàn phần đi qua. Cho nên á, về tâm linh thì cũng đây là trong Kinh Thánh đây gọi là dấu hiệu là của Chúa từ trời đó, cho nên là cảnh báo từ trên cấp, nhưng mà cũng là cảnh báo lần cuối cùng. Cho nên nó là hai lần, cũng như là lần trước đó, thì là ngày 16 tháng 6 của năm 1806 là nhật thực toàn phần lần trước đó, đã đi qua 2 lần.
Thì là lần đầu là ngày 16 tháng 6 của năm là 1806. Còn lần hai là ngày 17 tháng 9 của là năm 1811. Đó, Dạ. lần này là năm 2000 ngày 4 tháng 8, ngày 8 tháng 4, ngày 8 tháng 4 của năm 2024, gọi là đây là đại nhật thực. Lần này là toàn phần này gọi là đại nhật thực. Dạ. Sự kéo dài. Cho nên tâm linh gọi là âm thịnh dương suy. Cho nên về tâm linh, về phương thị thì đây là cũng không tốt. Tại vì là cái bóng tối kéo dài thì gọi là âm thạnh dương suy, gọi là đại nhật thực kỳ này, thì vừa tâm về tâm linh thì đây là điềm trời cũng không tốt. Đó, Dạ. cho nên là về sự tâm linh đã là cho biết như vậy. Cho nên là có nhiều sự biến đổi trong năm 24 này của Dạ. tháng 4 và tháng 5. Hiện giờ luôn, từ tháng 4 này cho đến tháng 5 luôn. Cho nên có nhiều sự biến đổi trong năm 24 này. Dạ. Từ bây từ tháng 4 đến tháng 5 luôn. Về sự đây là cái dấu hiệu trùng của trên Kinh Thánh đã nói trước là sắp đến ngày Chúa Quang Lâm trở lại. Về tâm linh thì là gọi là không tốt, tại vì âm thịnh dương suy kéo dài như vậy thì điềm trời không tốt, cho nên ta phải lo lắng từ tháng 4 đến tháng 5, từ tháng 4 dương lịch, và đây là cũng để bước qua tháng là ba âm lịch này nè, đại quả sát, đại tam sát, và lỗi là cả gọi là cả thế giới lên đoạn đầu đài nè, và là đồng thời tôi đây bần nữ quậy qua cũng có nghe một tiếng nổ lớn từ trời lại và lạ ngạch thế, thì không biết tiếng nổ lớn này du di đi trước hữu hình đi sao, không biết có ảnh hưởng trái đất thiên hệ thiên hà ra sao, nhưng du di đã có cho tôi thấy thức đó, tôi nhận được là tiếng nổ này lớn lắm, kinh hãi lắm, trước khi là gọi là thiên thể của là ngài Lạc Thiên đã xuất thế. Đây là thay quyền cho cha giữa là từ trời ngài giáng xuống ở cõi Nam Thiên này, cho nên du di đã cho tôi biết và đã nhận được như vậy. Cho nên bần nữ đã trình báo với quý vị rất là kỹ lưỡng như vậy. Còn nếu nói về thời gian, nếu như còn thời gian thì tôi kể việc đó là khi Chúa Trời đã kêu tôi trong cái buổi nhật lần nhật thực này, Chúa nói việc nhật thực này Chúa đã kêu tôi, còn không có thời gian thì tôi xin dừng lại. Còn tôi Dạ, để chia sẻ cái phần đó, cái phần tiếp theo đi chị Hoa. Tại vì cái phần này cũng gần 60 phút rồi. dạ như vậy thì tôi xin dừng lại, tại vì Chúa cũng có kêu tôi và nói những việc như vậy, thì tôi xin để là nói lần sau để tiếp theo, tại vì Chúa cho mình biết những cái việc là nhật thực lần này xảy ra như vậy, như vậy ý của Chúa Trời và của thiên đình ảnh hưởng đến nhật thực này, và Chúa cho biết là trong cái việc tới như vậy, tôi xin gửi lại lần sau, lần này không kịp với thời gian. Như vậy thì bần nữ Phật tử xin kính lệ và kính lễ ơn trên trước là Hoàng Thiên Hậu Thổ cha mẹ của chúng ta, kính lễ ơn trên của tạo hóa và các đấng thiêng liêng, các đấng vô hình của là cõi thiên và của thầy tổ cha cha mẹ thầy tổ của mười phương tam thế Phật, của Đức Phật và các vị cung thiên, và ở bên cõi Đức Phật A Di Đà, và là các vị tất cả các bậc các vị hôm nay đang hầu thiên và giáng thế, bần nữ xin kính lễ và lui lễ, kính lễ hiền huynh và chào trên kinh Tùng Nguyễn miền Tây của người xưa trở lại ba số 8, bần nữ xin kính lễ chung cộng đồng tất cả các bậc các vị. Nam mô A Di Đà Phật, bằng nữ xin kính lễ và lui lễ ạ. Nam mô A Di Dạ, Đà Phật. kênh Tu Nguyễn Miền Tây mến chào quý khán giả và cô chú anh chị em trong và ngoài nước ạ. Và một lần nữa thì Tu Nguyễn thay mặt khán giả cảm ơn là tiên nữ Huệ Hoa rất nhiều nha. Hẹn clip sau của tiên nữ Huệ Hoa. Ủa tiên nữ hay là bằng nữ chị Huệ Hoa? Dạ tôi là bần nữ đã xuống sình rồi. Chớ nào có được bay trên hay là được thung dung như cảnh tiên đâu, cảnh tiên nhàn hạ đâu. Tôi đã xuống tận thế gian rồi. Thôi Vì lý.
yêu lý thương định, thiên định hoạch định, vì sự thương yêu của Thượng Đế, tôi cũng xin một phần giống cha, và tôi đã xuống tại thế gian. Linh căn của tôi, linh quan của tôi đã xuống tại thế gian và đã gặp gỡ quý vị đây. Dạ dạ, vậy đổi ra tiên nữ cho nó hên chị quay qua. Tôi là bằng nữ. Thôi vậy em chào nha, chào khán giả nha. Chúc chị sức dạ, khỏe. Xin. Dạ dạ. Dạ, xin chào. Dạ.